Đêm nào vậy? Nè, người đêm nào vậy? Tôi là Lữ Trọng đây. Tao là thằng Thiên Heo. Thằng điên lãng tử thuê tao vô đây để thiến mày. Các bộ ơi, các bộ ơi, cứu em, cứu em các bộ ơi, các bộ ơi, cứu em. Im đi, ngồi xuống đi. Cán bộ đã đưa mày vô đây là mày biết rồi chứ gì, còn kêu làm con mẹ gì nữa hả? Anh Hám, tôi... Thôi, ngậm cái miệng thúi mày lại đi. Sao mày? Cách nào mà thằng anh hắc hổ của mày giết người mà không ai dám kêu lên tiếng nào hết vậy? Mày coi thường tao hả? Anh ơi, em xin nói, em xin nói. Mấy đại ca trước đây đều bị cho uống mê tâm tán. Nhà ông Tám Khánh cũng vậy, thằng tôi ngu cũng vậy. Loại này chế từ lá cây, khó mà nhận ra. Tao hỏi mày câu này chắc mày thích nè. Có thằng muốn tìm giết thằng điên lãng tử, ý mày sao? Đại ca đừng giỡn với em tội nghiệp mà. Mày dám hy sinh cả con Yến vợ mày để nó tạt axit con Lệ Lệ, con bồ của thằng Sách, rồi lẻo đẻo theo con nhỏ để theo dõi. Nhưng rồi thằng anh hắc hổ của mày cũng không quý mày bằng thằng điền lãng tử, có đúng không? Bởi vì mày không phải là em thằng Hưng Kiều. Ý anh là tụi hắc hổ muốn ru ngủ, tụi thằng điền trong mối thù ngồi trước. Tao biết mà, mày đâu có ưa gì thằng điền lãng tử. Vì đáng lẽ cái mâm của nó đang ngồi là của mày, đúng không? Nhưng thằng anh hắc hổ của mày nó đâu có xài mày, thậm chí cũng muốn nghe lời thằng điền đó đi mày. Mày không thích rửa hận đó hả? Có muốn cũng không được đâu anh ơi. Vậy thằng điền đang ở đâu? Dạ em không biết, em không biết. Tao dư tay để đập cái đầu mày vào tường cho ốc mày phọt ra, cho thằng điền nó vô đó đó, mày hiểu chưa? Dạ, em xin nói, em xin nói anh. Thưa chú, ta có thể xác định được gương mặt của hắc hổ từ Hám Sinh, từ Lữ Trọng. Xin cán bộ cho quay lại giùm tôi. Giống nhưng mà lông mày của hắc hổ nó hơi xích lên một chút và lợt hơn một chút. Dạ, dạ, đó, đúng rồi đó. Có chắc không? Dạ chắc, chắc chắn. Anh coi lại lần nữa đi, thấy thế nào? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà cái đuôi lông mày hắc hổ lợn hơn một chút và nó xếch lên. Dạ, dạ đúng rồi đó. Giống bao nhiêu phần trăm? Dạ, khoảng 90 hoặc là ngoài 90 hay hơn một chút. Trời đất, tôi lo muốn chết vậy đó. Nè, ngồi đi. Sao, họ có làm khó gì không? Làm khó ai, chứ làm khó con đàn bà như tôi, thà bắn quách cho đỡ tốn lời. Em làm như bắn người dễ lắm vậy. Sao rồi? Họ dọa sẽ bắt, yêu cầu tôi kịp thời tố giác khi có tin tức con Sách hoặc hắc hổ. Thằng Sách thì không có nói, nhưng mà thằng hắc hổ
Biết mặt nó đâu mà tố. Đây, anh xem đi. Họ sắp đưa hình Hắc Hổ lên báo rồi đó. Thằng cha này hình như... Anh từng gặp người này rồi đúng không? Không. Nhưng để từ từ tôi nhớ lại coi. Mà cũng quen chứ không có lạ gì đâu. Sao chưa đi? Còn sớm. Thì mày cứ qua bển sớm chút, coi tình hình ở bển sao. Nó nhắn mày xuống chắc là có ý gì đó, cứ làm theo ý nó đi. Còn ngồi đó hả? Tôi quá quải cái vụ này rồi đó. Ôi trời. Mấy giờ rồi? Mười một giờ ba mươi. Tôi đau quá. Tôi sẽ khóa cửa ngoài, giống như là tôi không có ở đây. Anh giữ cái điện thoại này để liên lạc với ba tôi. Tôi đã cài báo thức rồi. Nhớ, nếu muốn về thì phải chờ tới khuya. Không thấy ánh đèn thì đừng kêu. Sáng tôi sẽ qua sớm để mở cửa. Bây giờ tôi về bển. Nếu bất ngờ có ai hỏi thì anh cứ nói là chờ tôi rồi tìm cách trốn đi. Ở đây anh chỉ là người quen đến chơi với tôi. Nhớ rồi. Thôi, anh ngủ miếng đi.
Sách đi. Thằng Bình nó về bển chưa chú? Rồi. Còn gì nữa không? Được, chờ chút. Bình, ngủ chưa? Dạ. Ra đây con, ra đây nè. Dạ. Có điện thoại của Sách nè, nghe đi. Alo, tôi đây. Ủa, anh nói sao? Không không không, trở lại làm gì? Anh cứ ở yên đó, nhưng không có ai hết. Rồi, rồi. Có người tới rình phòng khi con vừa mới về. Ba thấy chưa? Dính vô làm gì? Một lần rồi ba chưa ngán sao? Tao dính vô làm gì? Trời ơi trời, con Lệ nó nói để thằng Sách ở đó là có dụng ý. Trời ơi, bộ điên hết rồi hả trời? Mày nói ai điên? Cha mày điên hả? Mất dạy. Trứng mà không hơn dịch hả mày? Báo cáo lãnh đạo, có người xưng là Tư Vịnh xin gặp lãnh đạo. Mời anh ta vô. Rõ. Mời anh vào. Cảm ơn. Dạ, chào đại tá. Mời anh ngồi. Anh tới đây chắc là có việc. Dạ, có việc rất quan trọng ạ. Anh nói đi. Dạ, chắc đại tá biết cô Lệ Lệ chứ hả? Cô Lệ Lệ ở Cần Thơ. Biết. Dạ. Vừa rồi công an Cần Thơ có mời cô Lệ Lệ lên để nói chuyện về vụ thằng Sách. Lúc về cô có cầm theo tấm hình. Theo lời cô kể, đó là hình của Hắc Hổ ạ. Sao lại có việc này? Mấy ông Cần Thơ làm việc như thế này là chết rồi. Dạ, anh cứ tự nhiên. Dạ, tôi biết được người trong tấm hình đó. Hắn tự xưng là Hai Sóc Trăng, rồi có ý đưa thằng Sách qua biên giới nữa. Anh chắc chứ? Dạ chắc ạ. Đó chỉ là phác thảo của công an Cần Thơ. Bây giờ anh Tư giúp tụi tôi vẽ lại chân dung Hai Sóc Trăng được không? Dạ nói thiệt á, đại tá khách sáo làm tôi ngại quá. Chào thủ trưởng. Các đồng chí cứ tiếp tục công việc. Đây là anh Tư ở Cần Thơ, người đã từng gặp Hắc Hổ. Các đồng chí sẽ làm việc với anh Tư và phác thảo lại chân dung giả định của Hắc Hổ nha. Rõ, rõ, rõ. Làm việc xong rồi anh Tư ghé phòng tôi chơi nghe. Dạ. Chào em. Chị là người vừa gọi điện thoại hẹn em ở đây. Dạ. Em không nhớ chị sao? Chị là cô bán chè trước cổng nhà em đó. Dạ, chị dùng gì ạ? Cho chị giao u đá nghe em. Dạ. Em nhớ rồi. Mà chị là... Đúng rồi, là chị đó. Từ nay chị sẽ là người trực tiếp liên lạc với em. Chị, như vậy chị là cảnh sát Cần Thơ hay là Vĩnh Long vậy chị? Cảm ơn em. Dạ. Dạ mời chị. Cảnh sát Vĩnh Long. Bây giờ chị em mình vừa uống vừa nói chuyện nha. Dạ. Có việc này tôi nhờ anh Tư giúp. Dạ, đại tá cứ nói ạ. Theo anh thì cô Lệ Lệ có biết chỗ thằng Sách đang nấu mình không? Dạ nói thiệt chứ chuyện này là chắc chắn biết ạ. Vậy thì phiền anh Tư đi dò giùm. Nếu biết Sách đang ẩn náu ở đâu thì nhờ anh Tư báo ngay nha. Dạ, báo chỗ ở Cần Thơ hay Vĩnh Long ạ. Ở đâu cũng được. Dù ngày trước em đưa tôi mà không hề biết là bao nhiêu, nhưng tôi thề là tôi chưa đụng vô đâu. Bây giờ em cứ nhận lại đi, tùy nghi sử dụng. Coi như là tôi hết trách nhiệm.
cảnh sát đang ráo riết bắt thằng Sách và Hắc Hổ. Thằng Sách thì không nói làm gì, nhưng với thằng Hắc Hổ thì em phải cẩn thận đó. Có thể nó biết những mối quan hệ xung quanh em. Anh nghĩ tôi đang cộng tác với cảnh sát hả? Tôi nghĩ vậy thì được gì cho tôi chứ. Chút tình xưa nghĩa cũ, cho nên tôi căn dặn vậy thôi. Tùy em. Tôi nghĩ vì thù thằng Sách mà nó có thể làm chừng đó chuyện, thì cái mạng giữa em với tôi chỉ là con kiến trong tay nó thôi. Tôi cảm ơn anh. Những gì anh làm cho tôi sẽ ghi nhớ. Anh cũng nên cẩn thận đó. Sao rồi? Thưa anh, tất nhiên là ba bức tranh mô tả này hoàn toàn khác nhau. Chỉ có bức tranh mô tả của Hám Sình hào hào giống Lự Trọc. Thưa chú, Lự Trọc rất giống với Tư Chức. Nếu như Hắc Hổ giống Lự Trọc, đó là điều hiển nhiên, vì hai tên này là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng mà chúng ta cũng nên chú ý đến một chi tiết mà bác Bảy Thức đã nói, là Hắc Hổ không hề giống Tư Chức. Điều này chính là lý do Sáu Trăng có thể giấu nhẹm mối tình lem nhem của vợ hắn, của một gã nào đó mà không phải là Tư Chức. Sáu Trăng chỉ là người đổ võ, vì vậy mà Sáu Trăng cư xử với Hắc Hổ không như con ruột của mình. Nhưng có thể Hắc Hổ không biết điều này mà vẫn nghĩ mình là con của Sáu Trăng, vẫn mang trong lòng một mối hận thù. Còn Tư Vịnh, anh ta khẳng định đây là gã xưng là anh hai và có ý muốn được sách qua biên giới. Thưa chú, khả năng thứ nhất, nhân vật này là có thật. Khả năng thứ hai, Tư Vịnh đang làm theo ý đồ của ai đó, giả sử như là anh ta bị ép buộc. Các đồng chí hãy nhận xét về các tự dạng giữa tờ giấy của Lệ Lệ mang tới với những tờ giấy của Hám Sình. Thưa chú, chỉ có mảnh giấy mà Sách gửi về xin tiền của Lệ Lệ và nét chữ này là giống nhau. Xuống đây. Sao lại khóc? Thôi nín đi con. Chú hỏi sao không trả lời mà lại khóc? Con muốn đi học nhưng mà má con không có cho. Trời ơi, sao lại không cho con đi học? Nhưng má con không có tiền. Chứ ba con đâu? Dạ ba con bị bệnh. Ba con bị bệnh gì? Nói chú nghe nào. Dạ, bệnh nằm một chỗ. Thôi nào, con nín đi. Ngày mai chú sẽ quay lại cho con tiền đóng tiền học nghe. Chú nói thật, ngày mai chú sẽ quay lại. Nào, cười cho chú xem nào. Cảm ơn chú. Anh ở nhà, em đi bán nha. Em đi cẩn thận nha. Ừ. Ba, có cái chú kia kìa, chú đó hồ lắm. Nhưng mà chú hứa là chú sẽ đóng tiền học cho con. Thiệt hả con? Dạ.
Em không biết là chấp nhận anh như thế này là sai hay đúng nữa. Nếu như em có thai thì số phận của con mình sẽ như thế nào? Rồi còn ba má em nữa. Nếu biết quan hệ của tụi mình thì không biết ba má em có tha thứ cho em hay không. Rồi một ngày nào đó, khi con mình lớn lên, em sẽ nói sao về cha nó? Em sợ quá. Em phải làm sao đây? Anh hãy suy nghĩ lại đi anh. Em biết là anh rất yêu em. Anh có thể làm tất cả vì em. Nhưng mà cuộc sống và pháp luật đã không còn chấp nhận anh. Một chút hy vọng nhỏ nhoi của anh là chôn đời ở đồng quan này để làm lại từ đầu. Có tòa án nào nghiêm khắc hơn tòa án của nhân quả đâu? Chẳng có quan tòa nào công minh bằng quan tòa của lương tâm hết. Anh không thể để cho thằng khốn nạn nào đó gấp than bỏ vô tay anh được. Mà chẳng phải anh giành mặt nó là lập công sao? Nhưng tại sao anh không chọn cách đầu thú rồi hợp tác với công an? Mày có hỏi không Út? Dạ cũng đỡ rồi chú ba. Nấu ba chén còn lại một. Rồi rồi nấu ba chén còn lại tám phân chứ gì. Tao cũng bể cái ông già Siberia nhà mày. Bây giờ chú mới biết hả? Mà nghĩ coi, tao nghĩ không ra bây. Súng đâu mà nó bắn, bắn chết thằng Tú chứ. Chị Lệ nói anh có súng. Thôi chết thiệt. Nhưng mà khẩu súng đó đã bị mất rồi chú. Ủa sao kỳ vậy? Anh xách anh không có bắn anh Tú đâu. Tội nghiệp cho ảnh. Anh chỉ nghĩ đơn giản là làm một điều gì đó để chuộc tội thôi. Nhưng tội của nó làm bao nhiêu việc tốt mà cho đủ. Đời này mà hễ có dai á thì nó phải có lãi suất. Mà tội lỗi của nó thì lãi suất 100% mà mày. Nhưng mà đời này mà có cái gì dai mà không trả đâu. Chưa, tôi điện cho chú quá trời đó. Tao nói tao tới là tao tới, lo cái gì? Bộ có chuyện cần hả? Tôi muốn về Cần Thơ. Còn một ít tiền. Nhiều không? Càng nhiều càng tốt. Mày chờ, tối thằng Bình nó đưa cho.
chắc là đủ tiền đi xe thôi. Liệu con Lệ Lệ còn tiền không nữa? Ráng chịu khó vài bữa, quen rồi thì đâu sẽ vào đó. Cảnh sát quần dữ lắm, bây giờ dưới đó không nên. Kệ tôi, cảnh sát chẳng có nghĩ lý gì hết. Cảnh sát còn phải ở sát nát tôi sao? Thôi chú về đi. Mẹ ăn gì chưa? Ăn rồi. Làm tôi hủ tiếu đầu đường, tôi đâu dám đút mặt vô quán. Thôi về đi. Đi kiếm chỗ nào ngủ cái đã. Út ơi, Út. Út à. Ủa, Bay làm sao chứ gặp Bay khó quá. Muốn gặp phải lặn lội lên tận đây mới gặp được. Phải chịu chứ sao giờ anh Tư. Thì mua điện thoại đi. Mua cái cục ấp được rồi. Mua chỉ cái xịn. Trước kia em cũng có xài, nhưng mà mỗi lần hết tiền em quăng liền vô tủ rồi quên luôn. Mà anh Tư xuống đây chắc có chuyện gì hả? Thì nhớ Bay nên xuống thăm. Sao, mẹ con em khỏe chứ hả? Anh này, thì mẹ con em khỏe chứ có gì đâu. Vài năm thì mới có gì, chứ vài tháng thì ăn thua gì đâu. Hổng đài có tin về thằng Sách không? Dạ không nghe anh Tư ơi. Bây giờ em cũng không biết anh sống chết ra sao nữa. Lệ Lệ thì cô biết, nhưng mà cô kín lắm. Cô giấu anh, cô sợ anh báo công an. Nhưng mà em thấy đó, làm người ai mà làm vậy chứ, phải không? Tội nghiệp. Vết đạn bắn mà không trị á thì nó hoại tử là thấy bà thằng nhỏ rồi. Út à, thằng Sách có nói gì với em về hát khổ không? Dạ không có. Nhưng mà sao anh? Thì thâm thù tượng cứu hỷ nào đó, nó quay lại tìm thằng Sách để trả thù. Anh sợ nó giết anh Sách hả? Thằng Sách thì nói làm cái gì. Anh chỉ sợ nó thịt luôn mẹ con em đó. Chứ ông Tâm Khánh ở Cần Thơ nè, ông có quan hệ gì đâu mà nó còn giết kìa. Mà để ý coi, mỗi lần mà không tìm ra thằng Sách á thì nó làm một vụ, cho tới khi nào thằng Sách đã lồ ra thì thôi. Đúng là khốn nạn thiệt. Alo. Chị đây. Có gì em cứ nói đi. Dạ, anh Sách ảnh nhắn ba em, nói là chị chuẩn bị tiền cho ảnh, ảnh sẽ về dưới lấy. Alo. Alo, chị Lệ. Chị biết rồi. Chị còn giữ tiền của ảnh đúng không? Đúng, đúng rồi. Thiệt, cái gì chứ cái tình không có buông được anh ơi. Nghĩ tới mẹ con Út, tôi thương nó lắm. Càng lúc càng thấy trách nhiệm của mình nặng hơn. Biết làm sao được. Đời này là căn duyên, phần số, là nợ nần. Anh ba, đêm tôi nằm tôi suy nghĩ lại, tôi thấy cần phải nói với anh đó. Nói gì? Thằng Hắc Hổ nó sẽ tìm về, nó sẽ ra tay tàn độc với những ai có liên quan, cho tới khi nào thằng Sách nó lú đầu ra. Thank you.
ở lại với Tú đi. Anh phải đi Cần Thơ. Dạ chào gì. Còn ngồi đi. Dạ. Phòng của thằng Bình á, lúc nào cũng khóa cửa, nhưng mà hình như có người bên trong. Dì nghe tiếng mở nước khóa nước rõ ràng. Dì à, dì giúp con một việc nữa nha. Con nói đi. Dì cố gắng để ý giùm con người đang ở trong phòng của Bình đi lúc mấy giờ và về lúc mấy giờ giùm con. À, chuyện gì chứ chuyện đó thì đâu có khó con. Chuyện đó thì không khó thật, nhưng cái khó là dì phải giữ bí mật giùm con. Cái này thì hơi khó, nhưng mà nè, nếu mà vậy á, chị nói con bé phòng trong cho con ở ghép nha. Dạ, như vậy thì quá tốt, con cũng muốn như vậy. À, mày theo dõi người ta đã đánh ghen hay mày là công an? Mày biết tao về đây làm gì không? Anh cứ lệnh đi, em làm. Lệnh mẹ gì? Má, thằng Sách lại biệt dạng nữa rồi. Mày gọi mấy đứa xuống đồng ông cậu dò coi. Nghe đâu con ghẻ của nó có bầu, bị ông già nó đuổi đi rồi. Giờ mình làm thịt hai đứa nó luôn hả? Điên hả mày? À, còn nữa, mày dò mấy cái đài ở trọng coi thằng Lựu Trọng nó đang ở đâu, hay là nó bị chơi thiệt. Có gì báo tin tao sớm. Ok. Thôi tao đi ạ. À, mấy em sắp vô rồi đó, bỏ hả? Thôi mày hướng mình đi, tao đi đây. Dạ chào anh. Mình còn phòng bếp không chị? Dạ còn anh. Dạ cảm ơn anh. À, tôi nhìn hai đứa quen quá, hình như tôi có gặp mặt một lần rồi. Hai đứa thường tới đây lắm hả chị? Lâu lâu mới tới hả anh? Dạ. Ai đó? Anh Sách hả? Có phải anh Sách không? Anh về hồi nào vậy? Tôi mới về. Cô báo cảnh sát đi. Nếu muốn tôi đã báo lâu rồi. Nãy giờ tôi nghe thấy điện thoại cô reo mấy lần. Sao anh không coi thử ai gọi đi? Tiền của tôi còn không? Còn. Cô làm ơn đưa cho Út Khanh, nói với cô ấy là nhớ cho con cổ ăn học đàng hoàng để biết cách làm người. Tôi biết là tôi sẽ chết, nếu có gặp cảnh sát thì cô nói giùm, tôi sẽ không bao giờ ở tù và cũng không bao giờ tôi từ bỏ ý định bóp nát cổ họng thằng Hắc Hổ. Cô nhớ đó. Anh Sách, anh Sách.
Mọi hôm thì thằng Bình nó đi, có nghĩa là thằng kia đã về. Còn hôm nay á, vậy là thằng kia không về. Con có muốn vào phòng nó không? Dì có chìa khóa không dì? Có chứ. Dì lúc nào cũng giữ lại một chìa hết á. Ủa, con không có vô hả? Dì cho con mượn nha. Sao vậy? Nếu mà muốn vô con phải xin ý kiến nữa. Khó quá vậy. Vậy thì con cứ giữ đi, rồi mai mốt đưa lại dì. Nhưng mà nhớ cẩn thận nha. Dạ, con cảm ơn dì. Con chào dì. Dừng lại. Cảnh sát giao thông kìa. Mình chạy đâu có quá tốc độ mà sợ gì. Quay lại đi anh. Có gì đâu mà phải sợ mang mắt. Nói quay lại đi. Quay lại. Hắn chính là đối tượng đó. Các anh chạy một đầu, để tôi đuổi theo. Ôi thằng cướp. Các đồng chí, nó đua xe tải và nhảy xuống sông thoát rồi. Cậu là ai? Tôi muốn gặp cháu bé. Ủa, sao hôm nay quản giáo thoải mái quá vậy? Vậy à? Là vì nó biết đố cha mày cũng không dám nhí nhố ở đây. Thằng điên hôm qua nó về. Có chuyện gì hả? Nó kêu em hỏi thăm Lữ Trọng. Không biết nó ân oán gì với thằng cảnh sát đã từng bị sa thải, thằng Sơn Con. Nghe đâu ân oán gì đó từ xa xưa. Nó biết thằng Lữ khử anh em miền Tây hồi đó. Nó biết luôn cả thằng nào chủ mưu. Mà sao anh biết? Nghe nó kể, tao mới biết. Mà thằng điên lãng tử ngu như chó. Bao nhiêu cái xưa nay chìm trong bóng tối thì thằng nhóc này nó moi ra hết. Tới giờ này tao còn chưa biết nó là ai. Anh, ráng đi. Anh em nhắc tới anh hoài à. Bữa nào về đó, nhậu một bữa cho đã nha. Mày ghé thăm bà già tao, xem bà già có khỏe không. Và nói tao vẫn khỏe nghe. Dạ, anh cố đi. Hai lần giảm án nữa là được về đó anh. Già mẹ rồi, có khi là chết ở trong này luôn không chừng. Anh nói tầm bậy không. Hết giờ thăm nuôi. Dạ. Thôi em về nha. Mời cậu uống nước. Dạ. Từ lúc sập giàn giáo đến giờ,
tôi phải nằm một chỗ, làm khổ lây hai mẹ con. Cái thú bánh ú, thử hỏi làm sao nuôi sống cả gia đình được. Nếu chú có lòng, thiệt tôi mang ơn chú lắm. Nhưng mà cũng chỉ được vài bữa nửa tháng thôi. Không, con nhỏ sẽ được đi học tới khi tôi tắt thở. Tôi thề danh điều đó. Mà nè, nãy giờ nói chuyện á, tôi quên hỏi cậu tên gì vậy? Tên tôi là Thằng Lẹ. Ở dưới quê người ta gọi tôi là Thằng Ba Lẹ. Quê cậu ở đâu? Em ở Ao Đôi, Đồng Ông Cụ, Cần Thơ. Ao Đôi? Ủa, Ao Đôi là ở đâu? Tôi cũng dân Cần Thơ sao tôi không biết? À, đó là một cái xóm nhỏ. Nếu mà chị sống ở thành phố thì không biết được đâu. Trời ơi, trái đất này đúng là tròn thiệt á. Tôi dân Rạch Cá Rô nè. Chị ở Rạch Cá Rô? Ừ. À, thôi không ấy vậy. Tưởng ai đâu xa lạ. Không phải tôi thấy người sang mà bắt hoàng làm họ. Thằng Ba, mày ở lại đây đi. Bước ta hương mà, có chút tình quê cũng ấm lòng. Trước mắt á, thì chú mày cũng đỡ tốn tiền thuê nhà. Anh chị không sợ sao? Sợ cái gì chứ? Cái nhà này á, tao đố chú mày có lừa tao cũng không lấy được cái gì. Cái chị con nhỏ đó, thì cho anh suy nghĩ kỹ lại đi. Còn cái chuyện của chú mày á, thì chú mày cứ tính lại đi. Nếu thấy tiện á, thì cứ ở lại đây với anh chị, cho có anh có em. Ba, ba nói chú, ở lại đi ba. Bộ mày bị đau hả? Dạ, em không sao. Em bị người ta đánh. Sao vậy? Đêm hôm lủi thủi, người ta tưởng em là thằng ăn trộm. Chàng ơi. Trời ơi, vậy thì mày nhất định phải ở lại đây với anh chị. Chị hả? Em nè. Dạ Bình nè. Dạ ông không về đây nữa. Dạ em không biết. Dạ ông vừa báo với ba em, ba em mới cho em hay đó. Dạ. Dạ vậy đi. Thôi thì có gì em liên lạc với chị sau. Em báo cho chị biết vậy thôi, để chị đừng trách sau mà chị nhờ có chút xíu mà em lại không làm được. Vậy là sáng mai em trả phòng cho chị. Mày, mày. Ba người là ai? Thằng Sách đâu? Tôi không biết. Công nhận thằng này nó có phước thiệt. Tao đếm tới ba, mày mà không nói thì mày nghỉ thở ha. Một.
Nói, thằng Sách đâu? Tôi không biết. Ai? Thằng Sách đâu? Ba. Nè con. Ủa sao ba dậy sớm vậy? Mày cầm cái này đưa cho nó. Có gì vậy ba? Thì hai bộ đồ với lại một ít thuốc tây sát trùng. Thôi hôm nay con bận cả ngày rồi. Bận? Phải. Phải rồi mày bận. Bận lắm. Phải chi mày đừng có xe đi. Phải chi mày đừng có cưới vợ. Thấy không? Phải chi mày đừng có sửa nhà sửa cửa. Thì mày đâu có bận. Bà thôi đi. Không phải vì vậy mà con phải tiếp tay cho ăn cướp. Hả? Mày ra đi. Mày ra đi hả cái thằng khốn nạn. La thôi sao? Tôi còn muốn báo công an nữa kìa. Trời ơi. Trời ơi cái chuyện gì vậy? Sao anh cãi lời mày... ngang với ba vậy? Đồ khốn nạn. Mất dạy. Quả đáng. Ba. Vụ gì vậy ông? Nó. Bình tĩnh đi ba, có chuyện gì vậy ba? Nhân nghĩa đời này là vậy đó. Ông đừng có vô lý như vậy. Ông đừng có tưởng chuyện ông làm không ai biết. Tại tôi không muốn nói đó thôi. Ông sĩ diện làm gì? Nó bây giờ cũng là con cái ở trong nhà. Đến lúc đó mà thằng Bình nó bị còng á, ông còn sĩ diện nó hay không? Tôi làm gì bị còng? Ai còng? Còng ai? Ông tiếp tay với ăn cướp. Còng số 8. Công an nó còng với ai còng nữa? Ông Khanh ơi. Ông Khanh. Có trống không mày? Ông Khanh. Ra lấy mấy cá ăn nè. Khỏi đi chợ. Con bầu này dám đi chợ lắm à. Mình chưa mang xuồng qua. Nói gì nó đi chợ. Có chuyện gì không đây? Ông Khanh. Ông Khanh ơi. Mày có trọng không Út Khanh? Út Khanh. Út Khanh. Út Khanh. Út Khanh. Trời đất ơi. Sao vậy nè Út Khanh? Tôi đây. Anh đang ở đâu? Ba tôi gửi cho anh một ít đồ. Anh cứ ở yên đó đi. Tôi qua liền. Con nhỏ này chắc kiếp trước nó không có tu mà. Nó tỉnh rồi kìa. Cổ nó còn đỏ rần luôn kìa. Trời ơi. Ngồi dậy đi em. Út, bay sao rồi? Tỉnh rồi hả? Em nấu cháo chín rồi nè. Cho nó ăn miếng nghe.
Coi coi nó vậy nó có ăn được không? Thì cứ cho nó ăn đi, được không được thì thôi. Đúng mày đi đó. Lấy đi sao? Dạ. Mà đi đâu vậy? Tôi qua thăm con chút. Dẹp. Thăm cái gì? Thứ nghịch tử đó. Đi vô. Ông nghĩ lại đi ông. Tội nghiệp con mà. Nó lỡ rồi. Còn nó không có phước có phần thì thôi. Mình là cha mẹ mà. Dẹp. Tôi cấm bà nhắc tới hai chữ cha mẹ đó. Lời tôi nói như đinh đóng cột. Tuyệt giao. Rõ chưa? Khóc cái gì? Bà khóc tức là bà trách tôi đúng không? Đứng lại. Đi đâu đó? Bà vô trỏng á. Coi coi nó là sao rồi. Nè, bà định đi tay không vô trỏng hả? Ờ. Mày có nhớ mặt thằng nào không? Dạ không. Con bị ba thằng giữ chặt tay chân con rồi bóp cổ con luôn. Cái giọng này á, nó phải cố tình giết mẹ đâu, mà nó tìm thằng Sách. Tôi đã cảnh báo rồi mà ông chịu nghe. Hắc hộ. Chắc chắn là hắc hộ. Tự mình ở nhà coi nó nghe. Tao đi Cần Thơ. Ê, không lo thuốc thang cho nhỏ sao cha? Không sao đâu. Con mặt đẹp lắm. Đẹp lắm con. Nghe má nói đi học về á là phải thay ra liền, để rách là không có đồ mặc đó nghe chưa? Dạ. Má, Tết con bận đồ này được không má? Cha mày, sao mà không được? Con cứ mặc đi. Tết chú ba sẽ mua cho con bộ mới. Con thương chú ba quá. Má, chú ba khóc. Ba Lệ, sao vậy em? Không sao anh. Con qua đây cho chú nghe điện thoại. Alo, anh nghe nè. Khi nào tới gọi điện cho anh ra. Nè Ly, con qua đây với ba. Dạ. Qua ba đi con. Qua với ba đi. Con đẹp quá. Từ nay về sau con được đi học rồi. Đi xe không chú? Ở đây qua công an tỉnh nhiều vậy chú. Cho 50 đi. Trời, đây qua đó gần lấy ghê vậy. Gần đâu gần chú. Ê, cái gì qua đó mà lấy mắt chỉ vậy? Ủa, chú Tư. Thôi tôi có bạn rồi, thông cảm nghe. Chú đi thôi. Ê, thông cảm nha. Không gì, không gì. Thông cảm nghe.
Chú biết không, cái thằng ác khổ á, nó cho người xuống tận chỗ mẹ con Út á. Trời, rồi mẹ con nó có sao không? Tụi nó tìm sách thôi chứ không có gì hết trơn á. Em nhỏ tuổi hơn anh mà, cứ kêu em bằng em cho thân mật. Dạ. Chừng nào anh ba về? Dạ chắc tôi đón xe về liền. Cảm ơn những thông tin quan trọng mà anh ba đã báo cáo. Nếu có gì thì anh ba cứ gọi điện thoại nha. Dạ. Đây, số này tôi đã cài sẵn rồi. Anh ba biết xài chứ? Dạ biết, hồi trước tôi cũng có. Nhưng mà có liên lạc đâu. Rồi cho ai tôi cũng quên mất rồi. Mà thôi, không giúp được gì rồi, nhận ngại quá. Không, anh ba phải giữ. Vì không phải lúc nào cũng kịp chạy lên đây đâu. Số lưu ở trong đó là số của tôi đó. Anh ba nhớ liên lạc, nhưng đừng để cho ai biết. Xin phép hỏi chú rồi cô Út nó... Anh ba cứ về, không có gì đâu. Anh ba cứ về đi, em chịu trách nhiệm mà. Dạ. Người bảo vệ có mặt chưa? Tốt. Không bao giờ rời xa mục tiêu nha. Bà tôi gửi anh đó. Bà nè, tao thấy phiền chú Hai với mày quá, nên mày nói giùm với chú Hai. Từ bây giờ tao tự lo được. Nhưng bây giờ anh ở đâu? Cũng gần nhà trọ thôi, cách đó hai con hẻm. Rồi nên trốn như vậy hoài sao? Anh càng trốn tụi nó càng có cớ gấp lửa bỏ tay người đó. Tao biết tao không có bốc lên được đâu, giữa cột là chắc. Nhưng mà tao muốn tự tay bóp nát cái cổ của thằng chỗ mã thôi. Vì điều gì? Pháp luật không cho phép. Quán bán quán là đúng. Nghĩa là tao với nó, nó lấy người khác để trả thù tao là không được. Còn tao trả thù vì những quan hùng và cho lễ lễ chỗ khanh nữa. Rồi rốt cuộc ra sao cũng được. Nhưng anh, nhưng chắc gì là tụi nó hỏi làm hết. Tao khác tụi nó là ở chỗ đó. Tao sẽ điều tra những gì nó gây ra thì nó phải chịu. Được. Tôi về. Khoan đã, cho tao gửi lời thăm chú Hai. Về đi. Đông mông cổ quá xa, để đạt được tính cơ động của nó quả thiệt là rất khó. Chính vì vậy mà thằng Sách đã bỏ trốn. Như vậy thì nguy hiểm cho mẹ con của Khanh quá. Phải thừa nhận là tụi tôi phục thằng Hắc Hổ sát đất. Thằng Sách á, nó thông minh và gian manh một, thì Hắc Hổ gian manh tới 10. Tụi tôi vừa lần ra dấu vết của thằng Sách ở thành phố. Dạ. Nếu đại tá đã nói như vậy rồi thì tôi cũng xin nói thiệt luôn. Để quý vị để ý cái chỗ cha con của hai thợ hồ nữa. Chú Tư có vẻ có khiếu điều tra đó. Sách đã nhờ hai thợ hồ thuê nhà, nhưng hắn chỉ ở đó một hôm rồi đi biệt. Chú Tư à, tôi định nhờ chú Tư một chuyện, không biết là... Đại tá à, xin đại tá cứ nói đi. Tôi góp công để chuộc tội. Được như vậy thì chú Tư xuống đồng ông cổ, lấy cái cớ là xuống thăm mẹ con Út Khanh, rồi chú nán lại để mắt tới cô ta một chút. Cái cốt lõi vấn đề là để nắm thông tin. Dạ, tôi hiểu rồi. Với anh Tư là chỗ thân tình thì cô ta sẽ bộc bạch gì đó. Dạ đại tá à, nó thương tôi lắm. Tính tôi thì xè xòa, thích kết thân mà. Nếu như không còn gì nữa thì chú Tư có thể ra về. Dạ, tôi sẽ xuống đồng ông cổ liền. Tôi cảm ơn chú Tư trước nghe.
Dạ đại tá, đây là bổn phận của tôi mà. Chào đại tá. Nếu Tư Dĩnh lên thành phố tìm sách thì hắn chính là hắc hổ. Alo, Thu Ba hả? Cháu nghe đây, hãy bám sát tên sách cho chú. Vô mày, vô mày. Vô. 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 Ừ. Uống cạn nha. Em nha. Tại sao chú đố vậy? Vô đi, mọi đi. Vô mày. Ai mà biết được cái quán này lại ngon như vậy? Sao? Tụi bay cứ tự nhiên đi. Vũ tao lo. Cố gắng nha. Ừ. Đi đâu đây cả? Tụi bay ngồi chơi đi, tao đi xả lũ. Dạ. Đại ca là ai vậy? Thằng cớm bị sa thải. Nghe nói là mày tìm tao. Mày tưởng là mày đủ số hả? Hả? Ờ, ông có làm tôi với ai không vậy? Có thể, nhưng đáng thể có thể xuyên được tất cả, không cần biết hiểu lầm hay không. Nghe nói mày vô tù tìm hiểu tao à? Định trả mối hận cho thằng Lữ Trọng hả? Hả? Đâu có liên quan gì tới ông mà ông chơi nó. Má nè, bất cứ thằng nào liên quan tới Sáu Trăng. Ông là tụi mày biết Tám Phước Tri Tôn không? Mẹ nè, thằng Điền Lãng Tử là thằng ngu nhất. Chỉ có nó mới đi liếm gót cái thằng giết chết anh của nó. Ông có bằng chứng gì? Mẹ, mày có tư cách gì đi hỏi tao hả? Nè, muốn gì á, kêu thằng Điền Lãng Tử tới đây gặp tao, nghe chưa? Ông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ đậu đỏ đậu xanh nước cốt dừa con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn con gái chảy ra. Dạ. Con chè hôn? Dạ không. Công cha như núi Thái Sơn. Ai ăn chè không? Như nước. À, má về. Chú Ba đâu con? Chú Ba có nhà không? Dạ chú Ba ở trong nhà. Trời ơi, sao không kêu em dắt vô cho? Thôi, nặng nề gì đâu, chị đẩy được. Da như vậy mà làm cái gì? Có sao đâu, để em. Vô mẹ biểu nè. Để em. Ai ăn chè không? Chè đậu đỏ đậu đen đây. Để mở khóa cho. Rồi anh hai để thử đi. Bây giờ anh hai được đi chơi rồi nha. Con có cái xe này là để xe cho ba thiệt á. Hỏng liệt mà nằm hoài cũng thành liệt. Ba Lẹ ơi, anh cảm ơn chú mày lắm. Anh mà tự lăn xe đi được á, anh sẽ bán giấy số kiếm tiền để đỡ đần cho mẹ con nó. Anh cảm ơn chú mày lắm. Anh cứ ở nhà đem bấm quyền, biết đâu phước chủ may thầy thì sao. Ba Lẹ à, thiệt á, giờ chị không biết nói cái gì để tỏ hết lòng của chị. Giúp người là chuyện thường tình thôi chị. Chị cứ để ý làm gì. Nè con để xe cho ba đi. Dạ.
Để đi. Một dâu. Đi, con đưa cho chú. Út ơi, Út ơi, Út. Ủa, anh Tư xuống hồi nào vậy? Trời đất, bầu bì mà làm gì nặng nhọc với Út. Thì em phải làm để nuôi con chứ. Anh Tư xuống lúc nào? Mới xuống đây thôi. Em dọn cơm cho anh Tư ăn nha. Thôi thôi khỏi, anh ăn rồi. Vậy anh chờ em chút. Bữa giờ có tin của nó không? Thôi, kệ ảnh đi anh. Em cũng không còn có ý chờ ảnh quay về nữa đâu. Nói cái gì vậy? Hả? Em sao vậy? Chờ đến chừng nào hả anh Tư? Một chút hy vọng cũng không có nữa. Út à, anh thấy em ở đây không có êm đâu. Ai làm gì em đâu mà êm với lại không êm. Thằng Hắc Hổ tìm tới, em không sợ hả? Nó có thù thì thù ông Sách, chứ em với nó có gì đâu mà em sợ. Nói vậy không đợi em hả? Em khác xưa nhiều rồi. Cùng lắm thì cả mẹ con em cùng chết. Bậy. Nói bậy bạ không à. Thiệt thân em chứ thiệt thân ai? Nó từng tới rồi anh Tư à. Nói đúng hơn là thằng em nó. Nhưng tụi đầu trâu mặt ngựa đó, nói nào cũng ngay, chứ tụi nó vẫn còn lương tri. Nó chỉ hỏi qua loa rồi bỏ đi à. Thiệt hả? Nghe ghê vậy. Nếu nói ác á, là thằng Hắc Hổ, chứ thứ hèn hạ đó, đố mà dám thò đầu ra gặp ông Sách để nói chuyện tay đôi. Anh hai, nếu anh sống khôn thác thiên thì nói đi, sự thật ở đâu? Tôi thề là hai viên đạn này sẽ cắm vô tim thằng là chủ mưu bắn anh. Alo, em nghe đây anh hai. Sơn nhỏ nó muốn tay đôi với mày, mày tính sao? Mẹ nó, anh để nó tôi. Sơn nhỏ, tao sẽ gặp mày để giải quyết chuyện này cho xong. Con viết chữ A bên này. Ngày xưa ông nội của chú ba dạy chú ba học vui lắm. Con nghe nè. Ông nội nào? Ông nội của con khác à? Ừ, ba của chú ba. Được cho cô hay. Dạ. Nghe nè. O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì mang râu. Ô ơ chẳng khác nhau đâu, khác nhau chỉ mỗi móc câu trên đầu. Hay, nhưng mà không có đúng. Sao không đúng? Trứng gà đâu có tròn. Nếu chú ba dạy con o mà không tròn thì nét chữ xấu lắm. Lanh quá ha. Con viết bài lẹ đi. Ngày mai chú ba sẽ cho tiền con đi ăn chè. Còn đố chú ba con thích ăn chè gì nè?
Chạy gì cũng được, chạy gì thì máy tính. Nhưng mà chú đoán thử xem. Thì chạy đậu xanh đánh. Sai. Chạy chuối chân. Cũng sai luôn. Thôi mà, chú ba năn nỉ. Thì chú ba cứ nói đi. Chạy đậu đen. Ủa, chạy gì cũng được. Sai, con không ăn chè gì hết. Con nhớ nha, không ăn á chú ba đỡ tốn tiền. Nhưng mà chú ba phải cho tiền con. Con để dành cho má con. Chú ba sẽ cho tiền con. Chú ba sao vậy? Chú ba nhớ thêm ba. Chân công. Tôi không ngờ lại gặp ông ở đây. Ông tới trễ, nhưng mà không sao. Ông vẫn kiên trì tìm hắc hổ à? Vẫn lý do cũ thôi. Không, xin lỗi, có mấy chuyện tôi hỏi hơi quá, nhưng mà bắt buộc. Cứ tự nhiên. Ông là con rơi của Tám Phước hả? Nhưng mà là con của bà nào? Sao Thành? Ông có vẻ rành lắm. Là sao? Thì để tiện xưng hô thôi. Ông bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cứ như công an á ha. Thông minh. 29. 29. Vậy Long thôi tôi 4 tuổi. Thiệt tình là tôi không rành về chuyện của ông già lắm. Nhưng mà thằng hắc hổ rành. Ông cứ về, nói lại với nó như vậy. Thông minh lắm sân con. Tôi gặp ông không có nhằm mục đích để nghe ông khen. Nghe nói ông từng là cảnh sát hả? Chỉ làm nhiệm vụ thôi. Nhưng tôi moi được thông tin từ trong tù. Từ ai vậy? Hám sinh. Ông tin nó? Đúng, tôi tin những gì tôi biết. Ông sắp xếp cho tôi gặp lại hắn. Ê, ông gài tôi hoài vậy hả? Chuyện đó 1 năm trước á thì rất dễ dàng, nhưng mà bây giờ thì bó tay rồi. Thôi được, nhưng nghe nói ông rất rành về cái chết của anh tôi. Dĩ nhiên. Ông muốn gì thì mới nói ra tại sao anh tôi chết. Hắc hổ. Quân tử đối mặt nhau là chuyện dễ, nhưng quân tử đối mặt với loại tiểu nhân bệnh hoạn thì theo tôi là khó. Anh nói đi, có phải lâu nay em là thằng sai vặt của nó không? Một loại cách cơ đời chết hay mà không có một đồng cách xây nào. Cuối cùng là vì sao anh chết? Anh nói đi, anh nói cho em biết đi mà. Sao không nói vậy? Có đúng như thằng Sơn nói hay không hả? Hóa ra lâu nay tôi bị biến thành thằng ngu sao? Nhưng em thề với anh, nếu nó là thằng ném đá giấu tay thì 2 viên đạn này em sẽ cắm vô đầu của nó. Thằng Điền Lãng Tử có vẻ chú ý đến chuyện của Hưng Kiều, nhưng mà
Nó không có vẻ gì là bị thuyết phục. Theo chú nghĩ, có thể là hắn đã không tin cháu. Cháu kể lại chuyện Tam Phước xem. Hắc Hổ lang bạc sang Tri Tôn, thành lập băng nhóm, rồi đột nhập nhà của Tam Phước, giết cả nhà Tam Phước. Sáu Trăng rất sợ cảnh sát sẽ phanh phui tất cả khi bắt được Hắc Hổ, nên lão ta đã bỏ tiền ra nhằm thâu tóm hết tất cả bọn đàn em, với mục đích chính là đánh lạc hướng các hướng điều tra. Đúng vậy, cần phải cho Điền Lãng Tử thấy được đó là cái ác chiêu của Hắc Hổ, được truyền dạy bởi người cha nham hiểm của hắn. Chú sẽ dàn dựng một vở kịch bằng thực tế, Điền Lãng Tử sẽ tỉnh ngộ, nhưng chưa chắc hắn sẽ mượn tay con hay là ai đó để trả thù. Chúng ta phải ngăn ngừa điều này. Ý của chú là hắn sẽ trực tiếp làm? Đúng vậy. Em đây. Mày sao rồi? Không có sao đâu. Nghe giọng mày khác quá vậy? Em có uống một chút nên hơi tưng tưng thôi mà. Nói chuyện được không? Giờ không có gì đâu, anh nói đi. Thằng Sơn con nó kiếm mày có chuyện gì? Nó gặp tôi cũng với lý do cũ. Nó là thằng nào mà sao lại cứ tìm Hắc Hổ? Nó là thằng cớm bị sa thải và là con rơi của Tam Phước. Giờ nó muốn tìm Hắc Hổ để trả thù. Vậy à? Nó có nói gì về chuyện của mày và anh mày không? Không, nó không nói gì về tôi và quan hệ với anh Hưng hết. Mà hình như nó biết khá nhiều chuyện quá khứ, và nó cũng không gặp ai ngoài Hám Sình. Nó gặp Hám Sình ở đâu? Ở trong tù, trại B3. Thằng Lự bị chơi vì nó liên quan tới anh. Từ từ con, có chừng bé đó. Má yên tâm đi, con leo dở lắm. Đó, cẩn thận đó. Từ từ thôi. Anh hai, cả nhà đi chơi hả anh? Ủa, tôi tưởng cô chỉ bán trong hẻm. Rồi cô cũng bán chè ở đây hả? Dạ, trước giờ em bán ở đây là chính mà. Những lúc ấy mới vô trong hẻm bán. Từ từ nha. Dạo này em thấy bán ở trong hẻm cũng được, cho nên em bán ở trong luôn. Anh hai nè, hồi đó anh bị sao mà ra đông nổi này? Tôi bị sập giàn giáo, cho nên chấn thương cuộc sống, rồi không tiền cho nên mới ra nông nổi này. Chứ mà mổ sớm thì... Mà anh hai nè. Dạ. Cái anh ở cùng nhà với anh á, là em ruột anh hay là em vợ anh? Đâu có bà con gì đâu. Anh em gặp nhau rồi mến tay mến chân, chứ có ruột rà gì đâu. Nhưng mà được cái á, chú ấy tốt bụng lắm. Tôi nói thiệt, nhiều khi anh em ruột cũng không có bằng nữa. Tôi với chú ấy là người dân với nhau, nhưng mà coi nhau như là anh em ruột vậy. Mà tôi nghĩ là người nào đến với mình lúc khó khăn, người đó mới là bạn mình. Nói nào ngay, con gái tôi được đi học là cũng nhờ chú ấy không á. Nè, để má cột nhà giờ cũng vui lắm. Dạ. Mà anh làm gì hả anh? Tôi không biết. Gia đình vợ con sao á, rồi bỏ đi. Tôi có hỏi mà nó không nói. Mà được cái á, tính nó thiệt thà lắm. Đúng là bán bà con xa, mua láng giềng gần, có ảnh nhà đỡ cô quạnh hơn. Hồi nãy á, tôi có nói nó ra đây chơi đi, nó không chịu đi. Nó nói là thôi, nó sửa bàn ghế đang làm lỡ tay để nó làm cho xong luôn. Cái thằng tính nó chịu khó lắm cô. Chơi tiếp đi con. Thôi anh hai ngồi chơi, em đi bán. Dạ, tôi chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ. Dạ, chào cô. Có chân nè. Chè, 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 cho chị bịch chè chuối. Dạ em. Đây chị. Bao nhiêu vậy? Dạ 10.000 chị. Nè. Dạ, cảm ơn chị. Chè nè con. Dạ. Cô ơi. Dạ. Cô bán cho tôi bịch chè. Anh ăn loại nào anh? Tôi đời nào ăn mấy thứ này. Cô bán cho tôi chè nào mà Billy hay ăn đó. Dạ. Chè này anh.
Còn anh chị tôi nữa, bán cho tôi thêm 2 bình. Dạ, vậy để em để chung ha. Bao nhiêu tiền vậy cô? Dạ 30 ngàn anh. Đi. Cô. Dạ. Vậy gì cũng được. Sáng mai cô bán cho tôi 10 bình. Nhưng mà cô nấu riêng, đừng bán cho ai trước. Sao vậy anh? Ngày mai là giỗ của ba tôi. Dạ. Cô nhớ nghe, đừng bán cho ai trước. Dạ dạ. Lấy cô bịch cho nước. Tiền nè con. Ai ăn chè không? Ê, anh ba, ở đây nè. Khỏe hả chú Tư? Khỏe. Có chuyện gì nữa hả? Làm sao chứ kiểu này tụi nó lộng hết rộng ơi. Mà chuyện gì? Công an không nhúc nhích gì hết. Tụi nó được nước mò tới tìm thằng Sách nữa. Hả? Rồi con Út? Cũng như lần trước, nhưng mà lần này tụi nó có vẻ mạnh tay hơn. Còn con kia, biểu nó về là phải lại ông già, rồi về nhà luôn cho nó an toàn. Vậy mà nó bướng mới chết chứ. Cái đó để tôi tính. Bây giờ anh báo cho công an đi ha. Xong rồi báo cho tôi biết nha. À vậy ha. Thôi rồi tôi đi nha chú Tư. Tôi đi nha. Đi à. Sao không? Dạ. Chở tôi cái. Dạ dạ dạ. Dạ. Nói chú. Tính tiền đi cô. Xe ô. Em nghe anh. Tao đã biểu dừng, mà sao cho đàn em xuống quầy của Út Khanh? Em chưa bao giờ quá rảnh để làm chuyện tầm phào. Mày coi lại đám đàn em của mày xem. Mà em cũng chắc chắn sẽ không cần mất công để kiểm tra. Mày cãi tao à? Mày coi lại đi, thằng nào không nghe mày xử nó luôn. Anh tính làm cho tụi nhỏ bị dao động hả? Anh nên nhớ là lâu nay tụi nó vẫn tin là mình được bảo bọc. Tao biểu sao thì mày làm vậy đi. Mày muốn chống đối tao à? Không, tôi không chống anh. Anh cũng nên nhớ, nếu tôi chống là tôi đã trực tiếp ra mặt. Chứ thằng Điền lãng tử này chưa cho lén em bao giờ hết. Tùy anh.